Chào các bạn của anh Dũng Vision. Đây là bản tin số 2. Bây giờ chúng tôi đang làm là 4 giờ chiều thì có thể là xuất bản vào lúc 5 giờ. Tôi cũng làm ngắn thôi tại vì hồi sáng mình mới có một cái video lúc cách đây mấy tiếng. Thế thì tất nhiên cũng có việc đấy, cho nên là với anh Dũng Vision mới lên sóng. Có 3 vấn đề chúng ta cần phải nói ở đây. Thứ nhất là cái vấn đề ở Biển Đen Crimea là hình như có chuyện thì phải, bè cháy nổ gì đấy và khói đầy ở cái chỗ cầu Crimea. Nhất cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà coi như là Wagner là rút khỏi cái Bakhmut, và cái thứ ba nữa là hiện nay là có một số cái vấn đề nó không kích tại cái chỗ miền trung của Ukraine, và cuối cùng chúng ta có nói thêm về một số cái điểm chính ở trong cái trận mà hôm qua là coi như hải chiến là ở phía bắc của eo biển Bosphor thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ở trên địa phận của Biển Đen. Thì trước khi vào thì chúng ta cũng nghiên cứu một cái chỗ bên Bakhmut đã. Thì hiện nay Bakhmut là ông Prigozhin nói là đã rút, tuy nhiên có một số nói rằng là các lực lượng của tinh nhuệ coi như là thiện chiến nhất, và các cái sĩ quan của một số cái đơn vị đó cũng cùng ở lại chứ không phải rút về hết. Thì cái vấn đề này là mình cũng không biết được, tại vì có thể là nghi binh, bởi vì là nếu mà bên Ukraine người ta nghĩ rằng là nếu mà đã rút đi hết thì cái quân chính quy mà gọi là quân tân binh mà vào đây thì chắc là không hiểu vấn đề, có thể là bị tái chiến. Cho nên là có thể là đây là cái tin mà có thể nó hai mặt để mà có những cái tung tin ra như vậy. Nhưng mà một số cái thông tin khác thì nói là quân Wagner đã rút từ hôm qua chứ không phải là sáng nay đâu các bạn nha. Từ tối hôm qua người ta đã đi rồi. Thì cái lực lượng tiếp viện tại đây, nếu mà nói như lúc nãy chúng ta phân tích ấy, thì nó sẽ có 3 lực lượng tại đây. Cái lực lượng thứ nhất là như hồi sáng chúng ta nói là đó là lực lượng quân tại chỗ, tức là của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Thì ở đây là dân địa phương cho nên người ta rất rành rẽ về các trong thành phố cũng như các cái địa phận xung quanh. Thứ hai là cộng thêm cái cán bộ không của Wagner để lại để chỉ cho chỗ nọ chỗ kia. Và cái thứ ba tất nhiên rồi, đó là lực lượng chính quy của Nga. Bởi vì khi mà đánh trong đô thị có thể là còn để cho cái quân đội Wagner coi như là người ta gọi là thiện chiến hơn, gọi là coi như không sợ chết thì người ta đánh, và người ta thông thạo về cái vấn đề mà đánh đường phố hơn. Nhưng mà đến khi xong rồi mà đánh đại trà, đánh theo kiểu đánh lớn thì tất nhiên là quân đội Nga. Chúng ta phân tích như vậy không có nghĩa là quân đội Nga là yếu, mà người ta nói thật là có thể là đánh trong cái đường phố là người ta không bằng quân Wagner, có thế thôi. Nhưng năm ngoái khi vào Kiev đến một thời gian này là Kharkov một thời gian là cũng đã bị lui binh. Thế thì coi như là Wagner đi đâu? Thì như hôm trước chúng ta đã nói rồi, Wagner sẽ đi về đâu? Về nơi huấn luyện và về nơi mà các đồng đội đang an nghỉ ở đó. Thì chúng ta thấy là đây là cái con đường mà Wagner sẽ đi, Bakhmut là sẽ đi thẳng xuống dưới này, tức là đi con đường ngắn nhất, đi qua tỉnh Rostov trên sông Đông, tức là sông Đông êm đềm, xuống Krasnodar và đi xuống phía dưới này là nơi yên nghỉ dưới này. Chúng ta đi xuống dưới này. Xuống dưới này thì hôm trước mà các bạn nào theo dõi kênh của mình thì chắc là các bạn còn nhớ. Để tôi kiểm tra lại cái chỗ này. Krasnodar đi xuống. Đây, Krasnodar này, gần cái chỗ núi đây. Đây, mắc tin này các bạn. Đây là Krasnodar, tức là thủ phủ của tỉnh Krasnodar. Đi xuống phía dưới này, đi xuống phía nam tới là Morkino các bạn nhé. Đây, Morkino. Chúng ta đi view thẳng vào thì chúng ta sẽ đi xuống theo cái con đường quốc lộ này. Thì các chiến binh của Wagner sẽ về đây. Đấy, cái lúc nãy trên đường đi xuống đây thì chúng ta sẽ thấy đi xuống đi qua Morkino. Và sau đó là họ sẽ rẽ về phía Bakhinskaya. Đây là Morkino và là Bakhinskaya. Cái động tác đầu tiên là họ về đây để mà người ta gọi là về lại chiến trường xưa đấy, về cái chỗ mà người ta huấn luyện đấy, thao trường đấy các bạn, để coi như là nghỉ ngơi. Sau đó là ngày mai, ngày hôm sau, các cái toán thì cứ về liên tục các bạn nhé, đi về liên tục. Thế sau đó là theo kế hoạch của Wagner là ngày hôm sau là họ sẽ về tới cái nghĩa trang
của Baking Skya đây, để người ta viếng tất cả các đồng đội. Và thậm chí lần này về, người ta cũng mang rất nhiều cái thi thể về, là người ta sẽ đến đây, người ta chôn cất. Thì chúng ta hãy vào đây. Đây, như chúng ta nói trước đây á, là đây là cái nghĩa trang này là rất là hoành tráng, là bên cạnh cạnh con sông là Sekup, là bên này là cái núi, là chúng ta hôm trước mà các bạn nào theo dõi thì sẽ biết, tức là đây là cái khu vực nghĩa trang rất là đẹp dành cho các chiến sĩ Wagner hy sinh về đây. Và đây là khu rừng núi, và phía dưới này cũng là núi các bạn nhé, núi nhưng mà núi Kaka đấy, thì tí là chúng ta view ra cũng thấy. Và đây là cái khu mà coi như là người ta đốt cháy đen thui đây, để mà coi như tiếp tục để mà lại chia cho các anh nào mà sau này về, nhưng mà bây giờ các anh đã về hết rồi thì coi như chỗ này cũng chưa xài đến các bạn nhé. Nghĩa trang tiếp theo đấy, thì một bên là núi một bên là sông, thì ngày mai là họ sẽ về đây họ viên. Đấy, thì các bạn thấy là cái kế hoạch của bên Wagner là như vậy. Sau đó thì các bạn biết đây là sau đó là họ về lại Mocking, về lại chỗ Mockingno để người ta để huấn luyện và coi sản xét ở đây. Các bạn thấy là bên này là hát hải, còn bên này là núi, phía dưới này là cáp cát cơ. Đấy, thì coi như người ta cái nghĩa trang rất là đẹp ở đấy. Thế đây là vấn đề Wagner. Thì vừa rồi ông Prigozhin, ông cũng đã có một cái số phát biểu trước khi mà ông về, trong đó là ông có công bố một cái gọi là tức là gọi là làm lộ bí mật về cái thương năng, về cái tổn thất của Nga tại đây. Thì bây giờ chúng ta xem luôn. Thì đây các bạn nhìn thấy thì các cái số liệu này trước đây tôi cũng có nói sơ rồi, nhưng mà đây người ta bổ sung thêm là như thế này, tức là đây là các cái lữ đoàn của Ukraine là tham chiến tại tại Bakhmut. Và ngày kết thúc là ngày 20 tháng 5 và ngày mà chính thức là 24 tháng 5, tức là ngày công nhận đấy. Thì chúng ta biết là 224 ngày thì cái số lượng mà của người Ukraine là tổn thất ở đây là 100 đến 120 nghìn, trong đó có 23 máy bay và 2700 cái drone, tức là UAV. Và người Ukraine chết tại đây là 50 nghìn người, mà trong khi đó tổn thất tại của Nga tại đây là 20 nghìn. Thì con số này tôi nghĩ là cũng chưa đúng mà. Nhưng mà Nga cũng không cho công bố, nên là khi ông công bố lên là ông bị phê bình ngay các bạn nhé. Đấy, là bị phê bình ngay. Thế thì 20.000 đây thì chúng ta cộng là thành 70.000 người chết. Đấy, 70.000 người chết cộng với lại bên này là coi như cái số mà vừa bị thương vừa bị hàng binh phế binh tù binh á, thì là khoảng 100.000. Thì cái này con số này tôi thấy cũng hơi cao. Đấy, thì cái này là cái báo cáo của ông Prigozhin thì nó có mang tính có thể là nó phóng đại cái chỗ mà bên Ukraine lên và cái số mà thương vong, và giảm thiểu cái số của bên Nga và bên Wagner xuống. Thì cái này có đúng hay không thì không biết. Thì chúng ta, bởi vì chúng ta khi mà lúc mà lớn nhất ở tại đây là 80.000 quân, và bên Nga và Wagner là có 50.000 quân, thì như thế là nếu 80.000 quân và 100 đến 120.000 này thì có đúng không? Mà cũng có thể có, bởi vì là cái 80.000 quân là cái lúc mà người ta tham chiến đông nhất thôi, chứ còn thực tế 224 ngày thì rõ ràng là từ trước đó cũng là rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chừng này người chết, tức là 80.000 quân cái lúc cao nhất, mà sau đó là 40.000 hay gì đấy nữa, thì trước đó 40.000 nữa thì nó cũng hơi số này hơi cao. Nhưng mà có thể nói đây cũng là cái cối xay thịt. Và chúng ta cũng đã nghiên cứu rồi, gần 8 tỷ coi như các loại xe của Ukraine đã bị phá hủy, gần 8 tỷ đô la Mỹ và 2700 cái đợt ôn. Thì chúng ta xem thêm các cái số liệu về Bakhmut là như vậy, và có thể là Bakhmut tạm thời dưới thời Wagner coi như là xong. Chúng ta quay lại cái bản đồ này thì chúng ta thấy là ngày hôm qua lực lượng của Nga đã có thể nói là tấn công bằng các cái loại mà máy bay không người lái vào phía miền Trung và phía miền Tây của Ukraine. Thì trong đó có Kharkov, rồi có Kiev, rồi có Khmelnytsky, đây là cái chỗ mà phóng xạ đây, uranium nằm đây, và các loại đạn này, các thành phố nhỏ xung quanh đây nữa là bị hết. Còn cái thành phố này cũng bị lại các bạn nhá. Còn hôm trước là cái thành phố này, trước là hai cái thành phố này là bị lại. Thì bây giờ là tại vì là cái hệ thống phòng không ở đây nó kém hơn các bạn nhá. Ở phía Tây này là nó kém hơn, bởi vì người ta đưa hết ra tiền tuyến rồi. Đưa hết ra tiền tuyến để mà coi như phòng tránh cái hệ thống coi như là hệ thống phòng không ở đây.
để mà cháy che chắn cho các cái khu vực của Ukraine. Cho nên là các cái hệ thống phòng không ở đây rất là kém. Chính vì thế cho nên hiện nay đã bị coi như không kích rất là nhiều, mà đặc biệt là bằng UAV. Thì hiện nay chỗ Kremenchuk đây hiện nay là có thể nói là đại bản doanh đã đưa về đây. Kremenchuk là các bạn biết rồi, nó cũng cách Kramatorsk cũng hơi xa. Thì đây cái khu vực này là khu vực của Donetsk là cần phải lấy lại đấy. Các bạn là thấy chỗ ấy. Đây là cái núi mà chúng ta nói là hồi sáng chúng ta nói là chỗ là Kurian đánh ra đây, mà đánh xuống cái núi này đây. Đây là đánh ra Slovanskaya và Kramatorsk. Dưới này là coi như là Aditka và Marinka là ở đây. Đấy cái mặt trận mà nếu mà lấy hết chỗ này là coi như là giải phóng hoàn toàn Donetsk đấy các bạn. Đấy thì đây là Bakhmut này. Đây Bakhmut này các bạn. Đấy thì bây giờ lực lượng của Nga đã hiện nay đang ở đây rồi. Một cái tin nữa tức là cái Kinzhan bữa nay là không xài nữa, bởi vì cái này nó chỉ dành Patriot thôi, mà Patriot đắp chiếu rồi thì Kinzhan cũng chưa cần thiết, trừ trường hợp là phát hiện ra cái kho đạn khổng lồ, hoặc là anh Zelensky anh đang nấp ở đâu, hoặc là những là cái kho, những cái đoàn tàu và khí tài và những loại lớn ấy, thì mới đem Kinzhan ra xài thôi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa cũng khả năng ấy là NATO cũng nhảy vào vì cũng phải đề phòng, chứ cái Kinzhan nó không phải là dư giả, không phải là coi như là vô tận. Chính vì thế cho nên sẽ để dành cho các cái những London, Paris, Berlin, Roma, hoặc là những nơi Phần Lan, Thụy Điển, Oslo, Helsinki, Stockholm, Bruxelles hoặc là Amsterdam, thậm chí là Warsaw của Ba Lan, hoặc là Praha của Cộng hòa Séc, rồi Bratislava của Slovakia, Bucharest của Romania, hoặc là Sofia của Bulgaria. Đấy, thậm chí là cả Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, tất cả các em nào mà giơ tay xung phong mà hăng hái nhất thì tất nhiên là các anh sẽ được đầu tiên. Và riêng anh ba anh của Baltic, Latvia, Litva và Estonia thì không cần đến Kinzhan. Cái đấy chỉ cần cái loại xin lỗi là lấy súng trường ra bom là còn cũng trúng rồi. Nó ngay sắp nách đấy thì coi như là ngay anh Kin, một bên là Saint Petersburg, phía bên này là Nga, mà phía bên kia là coi như là Kaliningrad, thì cái đấy là đơn giản. Cho nên Kinzhan tại sao chúng ta không thấy xài nữa, mà bây giờ chỉ xài các loại drone là UAV và các loại Iskander rồi. Tiếp theo nữa là ngày hôm tối qua là ông Shoigu, bộ trưởng quốc phòng Nga, đã qua bên Belarus là ký một số văn kiện với bộ trưởng quốc phòng của Belarus. Tại Belarus hiện nay là cũng có một cái sự là coi như là kích động gì đó để mà nổi dậy. Nếu mà trong trường hợp mà Ukraine mà thắng Nga tại Ukraine thì Belarus người ta cũng sẽ lật đổ ngay, tức là quân của Ukraine là tấn công sang bên Ba Lan, tấn công xuống, và bên các nước Baltic tấn công xuống là bóp chết cái Belarus. Nhưng mà tôi nói là cái các cái trường hợp này coi như là ngồi mà viễn tưởng thôi, tức là ngồi tưởng tượng ra thì có thể có, bởi vì là cái năm vừa rồi đấy, năm 2020 các bạn biết là đã cứu rồi. Đấy, trước đây là Erdogan, sau này là ông Tokayev của bên Kazakhstan, năm 20 cứu Lukashenko rồi. Mà Lukashenko bây giờ giả sử tôi nói mà không được dân chúng đồng ý, hoặc là bị phương Tây kích động lôi kéo, hoặc bị ép, hoặc là bắt đầu biểu tình chống đối, bắt đầu lật đổ chính quyền ABC đấy. Nếu có trường hợp đấy xảy ra thì xin lỗi anh Nga, anh qua ngay. Mà bây giờ anh đã bên đấy rồi, KGB là các bạn biết rằng là của Putin, ông biết hết rồi, tình báo. Mà bên Belarus thì nó nói cái tiếng Nga nó gần như là một rồi. Ukraine còn lơ lớ phía Tây một tí thôi, chứ còn ba nước này là nói tiếng Nga là còn sỏi hơn ai hết các bạn nhá. Chính vì thế cho nên là nhất cử nhất động của Belarus là người ta biết hết. Bây giờ cứ nói là cái lực lượng chống đối chính phủ của Belarus là nổi lên rồi, bắn cái máy bay hồi xưa, máy bay do thám cái đây mấy tháng là của chỗ gần sân bay Minsk đấy, là thực tế là cũng là bên nước ngoài nó bắn vào thôi, nhưng mà người ta toàn nói là cái lực lượng nổi dậy để mà nó khích lệ cho những cái các cái phần tử mà coi như là đối lập đấy, để người ta đứng lên, để người ta rồi bắt đầu tạo cái cớ để mà coi như lật đổ biểu tình, rồi đảo chính, rồi tụm lum đó. Thì cũng như Nga bây giờ họ cũng đang muốn làm như thế, bây giờ cũng là nói quân đoàn quốc tế hoặc là quân tình nguyện Nga bây giờ về để đánh Belgorod đấy, là đánh đâu được 30 tiếng đồng hồ thì bay hết sạch. Đấy, thì cũng nhưng mà nó sẽ là gây một tiếng vang để mà coi như khơi dậy có một số mà cái ai mà thù hận chính phủ Nga, ai mà thù hận nước Nga thì người ta sẽ tham gia các lực lượng đó. Tôi nói ở Việt Nam mình cũng thế thôi, cũng có rất nhiều cái lực lượng chống đối đấy, nhưng mà có cái chưa có ai tập hợp, chỉ tập hợp là nó cũng tham gia đấy.
Tất nhiên thành công hay không là một cái chuyện khác, nhưng mà ý nói là cái đường lối của phương Tây là nó là như vậy, nó có cả. Cho nên là chúng ta hết sức đề phòng, chứ ai mà nó bảo nó cho $100 để đi biểu tình thì thôi đừng có đi. Còn nếu mà ai chống đối thật sự cứ ra chống luôn đi, chứ đừng có lấy $100 đấy, nó coi như hết phim, mà cũng không nên. Không phải vì $100 của Mỹ mà coi như cuối cùng là phá tan nát đất nước ra, cái điều đấy hơi khó đấy, chứ nên không phải dễ đâu. Đấy. Nhưng mà có cái này thì chúng ta lưu ý cái chỗ đấy, Belarus thì qua ký các cái văn kiện này trong thì trong đó chúng ta biết rằng chắc chắn có vấn đề vũ khí hạt nhân lắp đặt ở đây, vì chúng ta biết là đến cuối tháng 6 là xong, thì coi như khoảng hơn tháng nữa thôi là đã lắp xong ở đây rồi, tức là trước mùng 1 tháng 7 mà. Đấy, và có một số cái gì đó mà nó liên quan đến đảo chính hoặc là đổ hoặc là vũ khí nọ kia hoặc là quân đội đóng đồn trú tại đây của Nga, thì tất cả phải hợp thức hóa hết về mặt pháp lý, để mà coi như khi mà có chuyện là coi như là alo một cái là đánh. Trong khi Ba Lan là đang muốn thôn tính, rất là muốn thôn tính Belarus các bạn nha, bởi vì họ nghĩ rằng lực lượng họ rất là mạnh, vậy là có NATO đứng sau lưng. Đấy, cho nên là Ba Lan còn muốn đánh cả Nga này các bạn nha, muốn tiêu diệt Nga đấy. Cho nên không biết cái Belarus này thì coi như anh ngay bên cạnh mình giáp cái đường biên giới rất là dài, thì anh cũng thèm lắm. Đấy, thì bây giờ con làm được hay không thì hãy đợi đấy. Nhưng chúng ta biết đấy, là khi mà quân Wagner rút đi khỏi Bắc Mút đây, thì lúc đó là Kromova này nó nằm ngoài các bạn nha, tức là ông chỉ bàn giao cái phần đấy thôi. Đây chúng tôi làm chầm nó lên là các bạn thấy đây này, Kromova đây này, đây Kromova. Nhưng mà hồi đấy ông giao tới đây thôi các bạn này, các bạn nha. Đây là cái khu vực ông giao, là bên này. Bên này là ông giao cho quân đội Nga này, bên này đương nhiên rồi. Thế thì chúng ta thấy là coi như cái chỗ này nó, các bạn nhớ không? Tức là cái hồi đấy người ta đánh sâu vào mà đánh mà tôi nói là cái hồi mà đánh vào cái tới cái hồ với lại cái đường sắt đấy. Các bạn nào phải theo dõi cơ, chứ còn các bạn mới thì các bạn chịu khó xem lại các cái tập trước. Đấy là đánh vào đây. Thì trên này là Berkivka và đây là Zarudine. Zarudine và bên này là Berkivka, còn phía dưới ta không nói nha. Thì cái phía trên này là coi như họ đánh khoét sâu vào đây, chúng ta biết rồi, và mấy ngày nay bà tự nhiên dừng đấy. Thì là mọi người rất là lo lắng là khi mà quân Wagner rút đi thì hai bên sườn này người ta đánh vào bên Soroda, nếu mà người ta tấn công được người ta đánh xuống, và phía nam là chỗ Krishivka nữa, là đánh lên bọc hậu xung quanh coi như lấy lại Bắc Mút. Rất là dễ sợ. Nhưng mà xin lỗi các bạn là coi như là bây giờ các bạn thấy là cái vùng đất này này đã chiếm lại được một nửa rồi nhá. Bên lực lượng chính quy Nga đã chiếm lại cái chỗ này và chiếm luôn cái Kromova nằm trong tầm tay thôi, nhưng mà chẳng qua là ông Wagner ông bàn giao như thế, chứ bây giờ lấy thêm Kromova là trả thêm tiền đâu không được, thì lấy luôn Kromova luôn rồi nhá. Tức là liên cái liên địa luôn cả cái khu vực mà trước đây mà Ukraine chiếm đóng đấy, hồi mà chúng ta lo đánh vào bọc bên tay trái rồi đánh xuống ấy, các bạn nhớ chưa? Đấy thì bây giờ đã lấy được cái một nửa cái phần đấy rồi, thì đẩy cái lực lượng của Ukraine ra phía cái đường đất đây, có khả năng họ sẽ trốn theo cái đường đất này. Đấy thì bây giờ đã lấy lại thêm cái phần đất này từ khi mà Wagner rút các bạn nha, trong ngày hôm nay đã lấy lại toàn bộ cái khu vực đất này. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Tôi xóa đi các bạn nhìn này. Đó, thấy không? Đấy cho nên là các bạn cứ yên tâm là cái khoản đấy. Đây cũng là một số cái hình ảnh mà quân Wagner rút về thôi các bạn. Đấy các bạn thấy là đang rút đi. Có thể nói là trong vòng 1-2 ngày là hết, thì họ đi về đâu, đến đâu là chúng ta đã biết rồi. Thì cũng hy vọng là họ sẽ quay lại khi tổ quốc cần. Còn lần này về là có quay lại nữa hay không thì chúng ta cũng không biết. Cái này là thuộc về hoàn toàn về Bộ Quốc phòng Nga với bên ông Prigozhin, là phải có những cái sự bắt tay hòa hợp như thế nào đó để có thể ứng cứu cho những cái lúc khó khăn hoặc là những cái vị trí mà khó nhằn, thì là dành cho Wagner. Bởi vì Wagner có thể nói rằng là nó có một lực lượng có thể nói là rất thạo về chiến trường, rất thạo về súng ống, và đặc biệt coi như là rất là không sợ chết. Chính vì thế cho nên là cái lực lượng này rất tốt. Nếu mà trong cái đợt mà tổng phản công sắp tới, mà trong 1-2 tháng tới này, có thể là trong tuần tới đây, mà đánh trong 1-2 tháng, mà ông về ông nghỉ 1-2 tháng, 2 tháng thì có thể là như lúc sáng chúng ta nói là sẽ rất là đáng tiếc nếu mà không có lực lượng này tham gia trong những cái trận đánh quyết chiến chiến lược, có thể nói là những trận chiến cuối cùng, thì sẽ là rất đáng tiếc cho nước Nga. Và chúng ta cũng chúc Wagner có những ngày nghỉ thư giãn và
bồi bổ sức khỏe cho tốt, và cũng là coi như là rèn luyện binh sĩ súng ống để sẵn sàng tác chiến khi mà quân đội Nga cần một cách kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. Nhân đây cũng mời các bạn đi vào thăm cái đường hầm ở trong dưới Bát Múc, thì chúng ta thấy là màu trắng của muối. Đây là cái mỏ muối có thể nói lớn nhất của châu Âu và thế giới, mà người ta nói là chiếm trữ lượng mà coi như là khoảng 90% của thế giới các bạn nha. Muối mỏ, đấy gọi là muối mỏ đó. Ở bên Rumani nó cũng có nhiều đấy, nhưng mà ở tại đây là Donbass đây, và đặc biệt là tại chỗ Bát Múc và Soleda, thì đây là cái mỏ muối có thể nói lớn nhất của thế giới. Và trong các cái hầm ngầm dưới này, có thể nói là từ cái, đây là hầm nhưng mà thực tế là cái là muối hết các bạn nha, người ta khoét ra, người ta làm hầm thôi, từ thời Liên Xô chứ không phải bây giờ. Thì coi như là cái độ sâu của cái chỗ này ấy, là 300 mét so với trên mặt đất các bạn nha, rất là sâu. Tại vì trước đây là cách đây là người ta nói cũng mấy triệu năm đấy, thì nó lắng cái chỗ này là nó cái chỗ trũng, nó lắng rất nhiều muối ở đây. Đấy, thì cách đây mấy triệu năm thì đến bây giờ thì nó thành cái mỏ muối này, mà cái mỏ muối này là rất là tốt, không chỉ là dùng cho vấn đề ăn uống mà nó còn làm cho rất nhiều vấn đề trong quốc phòng cũng như trong kinh tế. Đấy, chúng ta đấy thì người ta vào đây người ta có khoét, có vẽ vời các thứ đủ thứ trên này, là phải bấm đèn pin là mới thấy đấy các bạn. Đấy, cái mỏ rất là lớn, thì cũng có một số cái nơi cất giấu vũ khí, thì ông Prigozhin trước đây ông cũng đã khai thác, ông mò ra rồi, là các bạn thấy là trong đó nó có những cái vũ khí dùng được và vũ khí không dùng được, đặc biệt là cái vùng mà gần Soleda ấy. Chúng ta chắc cũng còn nhớ đây, trong đấy thì ở dưới này coi như là cái cung điện các bạn nhé, khi mà mắc điện vào nó giống như y cái đường hầm thôi, nhưng mà nó muối thì nó cũng như đá đấy các bạn ạ, nó cũng giống như đá rồi người ta phải đục ra đấy. Đấy thì người ta làm việc thế này có thể nói rất đẹp. Thì nhân đây cũng để các bạn chiêm ngưỡng cái mỏ muối đây thôi. Vấn đề cuối cùng của cái chương trình chiều hôm nay đó là cái chỗ mà Cửa Rừng. Thì như các bạn biết là hiện nay Cửa Rừng mới là đang khóa, không cho người ta đi qua đi lại các bạn nhé. Và thấy khói bốc rất nhiều ở đây, thì là cháy cầu. Nhưng mà xin lỗi các bạn là không phải nhé, đây là cái cuộc tập trận của người Nga, là để tập trận, tức là bị đánh Cửa Rừng thì sẽ xử lý như thế nào. Đấy, cái thứ nhất là người ta làm giống như thật, tức là khói đang mù mịt thì sẽ không thấy gì hết. Thì nếu trong trường hợp đó thì sẽ xử lý như thế nào? Hoặc là bây giờ người ta nếu mà có cái sự mà bắt đầu đánh ấy, phản công ấy, là người ta cứ đốt mù mịt như thế, thì liệu các cái hệ thống kia nó có tìm thấy được không? Đấy. Nó che mất, nó có thấy được không? Hay là anh định vị anh cứ thế anh lao, anh cách cạnh như nào? Tức là khi mà định vị được rồi thì đương nhiên nó lao là dễ rồi các bạn. Nhưng mà có cái là tức là các cái UAV hoặc là các cái gọi trinh thám trên không ấy, do thám bằng máy bay nữa cũng được. Đấy, của NATO có thể nó bay tuốt trên cao thì nó cũng có quan sát được đấy các bạn. Thì liệu là có định vị được hay không? Đấy, hay là cứ thế là coi như là mà ném bom. Chứ còn nếu mà các loại UAV thông thường hay gì đấy thì cũng tôi nghĩ là cái hệ thống phòng không đấy là rất tốt. Cho nên người ta đốt, tức là người ta tập trận như vậy thì có thể nói là rất là khó nhìn, nó giống như thật đấy các bạn nhé. Đấy, thì tôi sẽ cho post lên đây để cho các bạn xem. Đấy, thì đã cấm, nhưng mà cho đến giờ phút này khi mà chúng ta nhận được cái thông tin này thì người ta đã cho qua lại rồi để các tàu bè đi qua đi lại. Còn anh Prigozhin thì anh đi đường trên này nhá, anh đi đến cái đường Rostov trên sông Đông, là anh đi xuống dưới này. Đấy. Thì đây chúng ta thấy cái tàu đây. Đây cái tàu này là cái tàu mà Ivan Group đấy. Thì chúng ta biết là đi qua đây là đã về an toàn. Thì chúng ta bây giờ chúng ta ngồi chúng ta đo thử, tức là các cái tuyến đường. Tại vì đây là các bạn này, nó cái tàu này nó đi đây suốt thôi. Đây nó lên thế này này. Đấy, nó đi ra thế này này. Rồi lên đây. Đây là cái đường ống dẫn dầu. Đấy, là các bạn nha, là cái tàu này là đi tới đi lui suốt thôi. Đấy, là đi để mà bảo vệ đấy các bạn. Mà nhiều tàu lắm chứ không phải một cái tàu này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đánh nhau như thế nào. Nó kinh khủng lắm. Thế thì coi như là chúng ta, ví dụ đây là Odessa. Là giả sử là người ta phóng tới đây. Thì là đây hồi sáng chúng ta là 400, chưa tới 500, 480 mấy km. Đấy là các bạn thấy không? Đấy, hoặc là nếu mà Constanza của bên
cái cảng mà tôi nói mấy lần tôi hay nói là có cái lữ đoàn dù 101 của NATO với ăn rồi cái tập trận đây biết để không biết là sau này để mà coi như đánh sang Sevastopol hay không, thì cái này cũng là cỡ là 300 chưa tới 400 380 km Sevastopol. Rồi nếu mà từ Constanza này mà đánh Crimea thì như thế chúng ta thấy là 630 km, thấy không? Thì chúng ta đo thì chúng ta biết là còn từ Odessa này mà đánh Sevastopol thì chúng ta thấy là 288 km. Đấy. Thì còn thí dụ như là từ chỗ Kherson, thì Kherson là đánh qua thì chắc cũng khó, chứ tôi nghĩ từ Odessa. Thì cái Odessa này mệt mỏi lắm các bạn. Rồi nếu mà từ chỗ ông Vakna, Vakna này là của ông Bulgari, mà ông đánh vào cái khu tàu này thì như vừa rồi đấy thì là tôi nghĩ là không có đâu. Chắc là cũng cái này cũng có mấy trăm, từng là khoảng là trăm cây số rồi. Hoặc từ Vakna mà đi đánh vào Sevastopol cũng là cỡ 400. Thì cái này nó nếu mà trong trường hợp NATO tham chiến thì nó sẽ là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà NATO, một số bạn cũng đồng ý với tôi đấy, nếu mà NATO tham chiến thì không phải là vấn đề Crimea nữa, mà vấn đề là toàn cầu, vấn đề là châu Âu. Nếu mà NATO đang chiến thì châu Âu lên đường, Mỹ lên đường, chứ không phải cái Crimea lúc đấy chả nói làm gì. Nhưng mà trong cái này là coi như ném đá dấu tay các bạn. Khi người phản công người ta đánh vào đây thì là thí dụ là thay vì bây giờ là Nga là cái chặn cái chỗ mà công sự mà sáng chúng ta nói đấy, cái công sự chỗ này này, chặn cái chỗ này này thì coi như là nó từ đằng này nó bay tới thì thua. Nó cứ nhẹm nhẹm buổi tối tay bay tới nó bỏ bom, nó đánh bom rồi nó nhảy dù xuống đây thì làm sao biết là cái chỗ nào. Đấy, cho nên là nó lẹm nhẹm ra dấu tay thôi các bạn, chứ còn nếu mà đánh bề bề ra thì cứ làm một lần cho biết là Mỹ cộng với là tất cả các nước phương Tây đánh với Nga thì làm một lần cho biết, chứ còn cứ nắm đá dấu tay thì nó không có sướng lắm. Thôi thì cái buổi chiều cũng làm thế thôi, cũng rất mong các bạn là hết sức thông cảm, có những cái thông tin mới thì tôi video thôi, chứ còn nếu mà không thông tin không mới thì là tôi sẽ sao. Có một số bạn đề nghị tôi làm một số cái video nọ kia thì tôi sẽ có thời gian tôi sẽ dành tôi làm với các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và cũng không quên nhấn like và bình luận. Tôi thấy bình luận cũng có vẻ là hơi đuối đuối nhưng mà like thì có vẻ là cũng ổn ổn đấy. Rất cảm ơn các bạn nha. Bye bye.